Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Auto cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của bên em. Và ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến anh em quý vị các bạn hai bộ cặp loa bâu Cuber, hai cặp loa tay Cuber. Cái này nó dùng hỗ trợ thêm lời trong cho những cái bộ mà chúng ta nghe nhạc. Đấy, hoặc nếu bác nào hát karaoke mà thấy thiếu thiếu một chút chúng ta có thể thêm. Đấy là tùy anh em thôi nhé. Nhưng mà nó ở mức độ khía cạnh thêm lời. Chứ không phải là thêm tép bởi vì dòng này nó là toàn giải lời. Đấy, nó cũng có tép nhưng nó không đáng kể này ở đây em có hai cặp và hiện trạng thì cái cặp bên tay trái này này là một chiếc nó bị một chiếc căng đấy nó bị lõm nha anh em nhìn thấy chưa đấy nôm na nó là bị gãy cái tấm nhựa và một chiếc loa một bên thì nó bị uh, mất cái tấm ấn ở đằng sau nhưng chúng ta vẫn cắm bình thường lấy một cái dây loa đây cái đấy vẫn cắm được bình thường vào đây nhá đấy. Dương nó ở bên tay phải Còn âm nó ở bên tay trái Đấy Thì nó bị thiếu mất một cái nhựa đây này, này Để ấn vào Để tè ra như này Anh em nhìn thấy chưa Đấy, Nhưng mà ở đây chúng ta muốn cắm Chúng ta vẫn cắm được bình thường Đây Anh em cứ cắm trực tiếp vào như này Thì vẫn cắm vào nó vẫn nhận bình thường nhé Đấy và vẫn hoạt động được Không sao cả Đấy anh em nhìn chưa? Đây bật flash soi cho anh em xem này. Đấy, chúng ta cắm vào nó vẫn chạy như bình thường, không ảnh hưởng gì đến. Đấy. Đây nhá. Đấy, nó chỉ hơi lỏng một chút thôi. Nhưng không sao cả. Đấy thì cái cặp bên này này, em uh, xin phép thành lý với mức giá là 2, ,2 triệu 2. Đấy. 2, ,2 triệu 2. Tháo cái này ra đi. Tháo này ra cho anh em xem. Còn với cặp bên tay phải này đầy đủ hết và căng không bị làm sao cả loa bao zin cho anh em nhé này có thể cái này có thể xoay được này Đấy, đa hướng xoay tròn luôn ok chưa đặt trên đỉnh một số cái loa rất yêu luôn nhé Cái này mà chúng ta lắp vào quán cà phê thì cũng rất ổn luôn. Đây tháo tháo nốt cái này đi. Ngồi xem cái này tháo để chờ, tránh cái tình trạng nhầm lẫn. Đây, đây, cái này đây. Đây có một cái nha nó bị đây. này nó bị gãy mất tấm nhựa này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Nên chính vì thế nó bị lõm. Đây có gì thì em nói vậy. Còn cái loa bát, loa cái loa cái loa của nó tháo ra thì nó sẽ thành như này. Gân là gân vải này. Đấy. Loa nhỏ nhưng mà côn rất to luôn. Thế hỏi tại sao nó chịu được đòn. Công suất của nó là 150W mà trên trang web của nhà mạng đưa ra là như vậy đó loa bán ra em bao cho anh em là loa zin nhá và đang hoạt động hoàn hảo bình thường em sẽ tặng thêm cho anh em lấy 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 đôi tụ ở kia cái okay. em bán hàng ra em sẽ tặng cho anh em một đôi tụ để nó cản tiếng trầm đi nó chỉ còn tiếng tép và tiếng lời thôi Anh em cứ tham khảo trên mạng Một số trang khác Đây em sẽ tặng cho anh em Ai lấy em sẽ tặng một đôi này Đấy, Cắm vô vào đây Cắm vô theo cực dương là được nha Thì cái cặp đẹp bên này Thì em xin phép báo giá là 2 triệu 8 Còn cặp bên này là 2 triệu 2 Đấy Ai chung kết được cặp nào thì nhấc điện thoại lên liên hệ cho em có số điện thoại trên góc màn hình. Cảm ơn anh em quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của bên em. Bên em bán hàng thì có đặt nhận đặt cọc thấp nhất là 500.000 em ship hàng từ đường bưu điện cho anh em